Chúa Kitô. Ánh sáng Chúa Kitô. Công bố tin mừng, giờ đây chúng ta hướng về nến phục sinh, cùng hiệp lòng chúc vinh Thiên Chúa, ca tụng Đức Kitô, đấng là ánh sáng vĩnh cửu của Thiên Chúa, đã trao tặng nhân loại để đưa chúng ta từ tăm tối tội lỗi đến ánh sáng sự sống. Hỡi muôn lớp cơ binh thiên thần trên trời, mừng vui lên, hỡi những mầu nhiệm thánh này, tiếng loa cứu độ hay vang trên không gian, mừng reo chiến công oai hùng vũ khai hoàn, mừng vui lên, toàn trái đất vui lên, trong anh rừng rỡ chiếu soi. Và trong ánh sáng huy hoàng của vua muôn thua, hãy vui lên vì được thoát khỏi vòng tối tăm, vòng tâm tôi đang bao trùm khắp vũ trụ. Cùng vui lên, hỡi mẹ hồi thánh vui lên, đang lung linh trong muôn ngàn ánh quang, khắp trong thanh đường bờ vang lên, ngàn muôn tiếng ca của toàn dân reo mừng. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần chính đáng phải đem cả tâm trí lên ca tụng Thiên Chúa Cha, đấng thiêng liêng toàn năng, cùng với Đức Giêsu Kitô con một Chúa, cũng là Chúa chúng ta, nơi Chúa Cha muôn đời, người đã thấy chúng ta trả nợ a dòng và đã lấy máu hồng tẩy rửa bàn an tổ tông. Vì đây là lễ vượt qua, lễ mà chiến thần đã bị sát tê, trong máu chiến này môi miệng tin hữu đường hiên thánh dựng lên. Này là đêm xưa kia Thiên Chúa đã đưa cha ông chúng ta, con cái Israel ra khỏi Ai Cập, qua biển đỏ vẫn khổ chân, phá tan bóng tôi. Bởi vậy đêm này phá tan bóng tôi tội lỗi bằng cồn lửa ánh sáng vinh quang. Này là đêm làm cho các người tin Chúa Kitô ngày nay trên khắp vũ trụ thoát khỏi nơi sâu thế gian và bóng đen tội lỗi, khiến dẫn đưa họ về
ơn Chúa ban phúng thiêng cho thông dư vào sự thanh thiền vô biên. Này là đêm Chúa Kitô bè tan xiềng sinh sự trên, khai hoàn ra khỏi địa ngục trân vinh quang. Ôi lòng thương, lòng Chúa thương chúng ta thân là lùng. Ôi lòng Chúa yêu thương chúng ta không thể đo lường đường. Để cứu chuộng người tôi tớ, Chúa đã nộp chính ngày con. Ôi tôi a dòng, thân là cần thiên, tôi đã đường tẩy xóa nhờ sự chết của Chúa Kitô. Ôi tôi hồng phúc, vì đã đang đường đấng cứu chuộng trên cao sang. Vì thế sự thanh thiền của đêm nay, xua đuổi tội ác, tẩy trừ bệnh nhớ, cho kẻ tội lối đường xanh trong, cho người ưu phiền đường mừng vui. Ôi là đêm thân hạnh phúc, đêm phối hợp đấng với trời, đêm phối hợp Thiên Chúa và loài người dân yêu thương. Kính lạy Cha Chi Thánh, trong ơn thánh đêm nay, xin nhận lấy của lễ trầm hương ban chiều mà hội thánh Chúa đã dùng tay thừa tang viên dâng Thiên Chúa trong nghi lễ dâng nên sát ông. Vậy giờ đây lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho cây nến này dâng lên kinh danh Thánh Chúa được cháy không ngừng, để phá tan mọi bóng tối đêm nay, và ước chi cây nến này được Chúa nhận như của lễ thơm tho, được hòa hợp với ánh sáng trên trời rất cao sang. Ước chi sao mai còn thấy nó đang cháy, ngôi sao không bao giờ lặn, chính là Đức Kitô con Chúa, người ra khỏi địa ngục để chiếu huy hoàng cho nhân loại, và hằng sống hằng trị muôn đời đời. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Phụng vụ lời Chúa. Chúng ta bước vào phụng vụ lời Chúa được cử hành long trọng trong đêm nay, thuật lại những biến cố quan trọng mà Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử nhân loại. Nhờ Đức Kitô, lịch sử nhân loại tội lỗi hư hoại đã trở thành lịch sử cứu độ sung mãn tình yêu, tính trung và bất diệt của Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, chúng ta đã long trọng khai mạc đêm canh thức vượt qua. Giờ đây chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa. Chúng ta hãy ngẫm xem trong thời cựu ước Chúa đã cứu chuộc dân người làm sao, và trong thời đại cuối cùng này người lại sai con một đến cứu chuộc chúng ta thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa hoàn tất công trình cứu chuộc mà người đã khởi sự trong mầu nhiệm vượt qua. Kính mời cộng đoàn ngồi. Bài đọc 1. Bài trích sách sáng thế thuật lại công cuộc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ. Đây cũng là hình ảnh báo trước cuộc tái tạo một nhân loại mới trong Đức Giêsu Kitô. Bài trích sách sáng thế. Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Đất còn hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và thần trí Thiên Chúa bay ra trên mặt nước. Thiên Chúa phán: hãy có ánh sáng. Và có ánh sáng. Thiên Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ nhất. Thiên Chúa phán: hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ nước với nước. Và Thiên Chúa làm nên vòm trời và phân rẽ nước phía dưới vòm trời với nước phía trên vòm trời. Và xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ hai. Thiên Chúa phán: nước dưới trời hãy tụ lại một nơi để lộ ra một chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và người gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: đất hãy trổ sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống, và cây ăn trái phát sinh trái theo giống nó, và trong trái có hạt giống trên mặt đất. Và xảy ra như vậy. Tức thì đất sản xuất thảo mộc xanh tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong có hạt tùy theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ ba. Thiên Chúa còn phán: hãy có những vật sáng trên vòm trời, và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và dải sáng mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã làm nên hai vầng sáng lớn, vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ tư. Thiên Chúa lại phán: nước hãy sản xuất những sinh vật bò sát và loài chim bay trên mặt đất, dưới vòm trời. Vậy Thiên Chúa tạo thành những cá lớn, mọi sinh vật sống động mà nước sản xuất theo loại chúng, và mọi chim bay tùy theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp. Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy nước biển. Loài chim hãy sinh cho nhiều trên mặt đất. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm. Thiên Chúa lại phán: đất hãy sản xuất các sinh vật tùy theo giống, gia súc, loài bò sát và dã thú dưới đất tùy theo loài. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên dã thú dưới đất tùy theo loại, gia súc và mọi loài bò sát dưới đất tùy theo giống. Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời,
dã thú khắp mặt đất và tất cả loài bò sát di chuyển trên mặt đất. Vậy, Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Chúa tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có nam có nữ. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: Hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều, đầy mặt đất và thống trị nó. Hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa phán: Đây ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ hoang mang hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi loài dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc người đã làm, thì ngày thứ bảy người nghỉ ngơi. Đó là lời Chúa. Vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính, ca tụng Ngài là việc của kẻ lòng ngay. Người khen Chúa với cung đàn luôn reo rắn, hay ca mừng Ngài trong ngàn vạn tiếng cầm ca. Tình thương của Chúa chan chứa mãi luôn bền lâu, tràn ngập khắp cả địa cầu. Lời Thiên Chúa khiến cung trời xanh đã có, hơi thở Ngài tạo thành tinh tú biển khơi. Ngài thu nương chứa trong đại dương mênh mông, sóng gió trầm trùng mình mùng tay Chúa làm nên. Tình thương của Chúa này hôn con vẫn luôn chờ mong nơi Chúa, bởi Chúa hằng phụ trợ che chở đời con. Hồng ân Chúa cúi xin Ngài thương ban xuống, xuống trên những người vẫn hằng kiên vững cây tin. Tình thương của Chúa chan chứa mãi luôn bền lâu, tràn ngập khắp cả địa cầu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa đã sáng tạo con người cách lạ lùng và cứu Chúa còn lạ lùng hơn nữa. Xin ban cho chúng con một tinh thần khôn ngoan sáng suốt, biết trông tra tội lỗi hằng quyến rũ chúng con, để mai sau được hưởng phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài đọc khai. Bài trích sách xuất hành. Kể lại cuộc vượt qua biển đỏ bình an của dân Israel. Chiến xa và kỵ binh Ai Cập đã bị Thiên Chúa xô xuống đại dương.
là những tội lỗi của chúng ta mà người đã ném xuống đáy biển. Vì vậy, bài ca của dân xưa hôm nào trở thành bài ca của dân mới đêm nay. Trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Mô-xê rằng: Có gì mà kêu đến ta? Hãy bảo con cả Israel cứ lên đường. Còn ngươi, đưa gậy lên và giơ tay trên biển, hãy phân rẽ biển ra, cho con cả Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn ta sẽ làm cho lòng người Ai Cập ra chai đá, chúng sẽ được theo sau các ngươi. Bây giờ ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaon, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai Cập sẽ biết ta là Chúa khi ta tỏ vinh quang cho Pharaon, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Sứ thần Thiên Chúa thường đi trước hàng ngũ Israel, liền bỏ trở lại sau họ. Cột mây thường đi phía trước, cũng theo sứ thần trở lại phía sau, đứng giữa hàng ngũ Ai Cập và hàng ngũ Israel. Và đám mây thường soi sáng ban đêm trở thành mù mịt, đến nỗi suốt đêm hai bên không thể tới gần được. Mô-xê giơ tay trên biển thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai Cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh đi sau Israel vào giữa lòng biển. Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai Cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai Cập nói: Ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ chống chúng ta. Chúa phán bảo Mô-xê: Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi dập người Ai Cập, chiến xa và kỵ binh của chúng. Mô-xê giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai Cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển, nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức thành hai bên tả hữu. Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai Cập, và họ thấy xác người Ai Cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai Cập. Toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Mô-xê tôi tớ người. Bấy giờ Mô-xê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này: Vang lên muôn lời ca, ta ca tụng Chúa vì uy danh Người cao cả. Chiến ma với kỵ binh Người đã quang chiến đầy Chúa, vì danh Người cao.
binh ngươi đã quăng chìm đầy biển. Chúa là đấng anh hùng chiến sĩ, đấng anh hùng chiến sĩ, danh Ngài là đấng Chúa, là đấng Chúa. Vang lên muôn lời ca, ta ca tụng Chúa, vì uy danh Người cao cả. Chiến ma với kỵ binh Người đã quăng chìm đầy biển. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, những công trình kỳ diệu Chúa đã làm thuở trước nay còn như xuất hiện rõ ràng. Qua vậy xưa Chúa đã ra ơi thần lực cứu một mình dân Israel khỏi bàn tay Pharaoh áp bức. Ngày nay Chúa cũng dùng nước thanh tẩy để cứu độ muôn dân trên khắp hoàn cầu. Xin cho mọi người trên thế giới được lòng tin mạnh mẽ như tổ phụ Abraham và đã tới địa vị làm dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bài đọc 3. Tiên tri Isaiah cho thấy dù dân nghĩa Chúa bội nghĩa bất trung, nhưng tình yêu Chúa dành cho họ vẫn kiên định, bất biến. Giao ước mà Ngài ký với họ không hề đổi thay. Ngài sẽ thực hiện lời hứa khi thiết lập thành thánh Jerusalem mới. Trích sách tiên tri Isaiah. Đấng đã tạo thành ngươi, thống trị ngươi, sai người là Chúa các cơ binh. Đấng cứu chuộc ngươi là Đấng Thánh Israel. Ngươi sẽ được tôn xưng là Thiên Chúa khắp địa cầu. Thiên Chúa ngươi đã phán, Chúa gọi ngươi như gọi người thiếu phụ bị bỏ rơi và sầu muộn, và như người vợ bị bỏ rơi lúc còn xuân xanh. Trong một thời gian ngắn, ta đã bỏ ngươi, nhưng ta sẽ lấy lượng từ bi cao cả mà tụ họp ngươi lại. Trong lúc nóng giận, ta tạm ẩn mặt ta, nhưng vì lòng nhân từ vô biên, ta thương xót ngươi. Chúa là đấng cứu chuộc ngươi đã phán như vậy. Cũng như trong thời Noe, ta đã thề rằng nước lụt Noe sẽ không tràn ngập đất nữa, thì ta cũng đã thề rằng ta sẽ không giận ngươi, không quở trách ngươi nữa. Dù núi có dời, đồi có di chuyển, tình yêu của ta đối với ngươi không thay đổi, và giao ước bình an của ta cũng sẽ không lay chuyển. Chúa nhân từ của ngươi đã phán như vậy. Hỡi thành vô phúc, bị bão táp tàn phá và không ai an ủi, này đây ta sẽ sắp xếp các viên đá của ngươi cho trật tự, sẽ đặt nền móng ngươi trên ngọc thạch, sẽ lấy đá hồng xây cửa đồn ngươi, sẽ lấy thủy tinh làm cửa thành ngươi, sẽ dùng đá quý xây tường thành ngươi. Tất cả con cái ngươi sẽ được Chúa dạy bảo, chúng sẽ vui hưởng một nền hòa bình lâu dài. Ngươi sẽ đứng vững trong công lý và xa mọi đàn áp. Ngươi sẽ không còn sợ và sống xa mọi khủng bố, vì sẽ không có ai hãm hại được ngươi nữa. Đó là lời Chúa. Con ca tụng Chúa, lạy Chúa, vì Ngài đã giải thoát con, không để quân thù hoan hỷ về con. Từ ngôi
phục âm ti lạy Chúa ngài thương, cứu con ra khỏi số phận như người đang bước xuống mộ sâu. Những tín đồ Chúa đàn hát hoan ca cảm tạ Chúa đi, vì Chúa nhân từ không thể dần lâu. Chiều hôm dù có gặp cánh lệ rơi, sáng mai vui mừng tưng bừng, vì lòng nhân Chúa vẫn ngàn đời. Tiếng con cầu khấn lạy Chúa, hương nghe đáp lại Chúa ơi, xin cứu giúp con qua cánh lầm than. Ngài ơi đôi tay những tiếng than khóc, trở nên khúc nhạc hoan lạc, để đời con mãi chúc tụng Ngài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện, lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, để đáp lại niềm tin của các tổ phụ, Chúa đã hứa ban cho các ngài một dòng tộc đông đảo. Nay xin thực hiện lời hứa ấy, mà làm cho số nghĩa từ ngày càng thêm đông, để mọi người tôn vinh danh thánh và giáo hội được thấy thực hiện điều các tổ phụ vẫn tin tưởng đời chờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ở trên các tầng thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh vinh quang của Đức Kitô sông lại làm cho đêm thánh này rực sáng. Xin cử thánh thần đến đổi mới và làm cho chúng con thêm lòng hiếu thảo để phục vụ Chúa tận tình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài Thánh Thư. Thánh Phaolô trong thư Roma nhắc lại phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận. Trong bí tích này, chúng ta đã cùng chết cho tội lỗi với Chúa Kitô và cùng sống lại với Người trong ân sủng. Chích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa xong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta cũng đã cùng chịu đóng đinh khổ giá, để xác thịt tội lỗi bị hủy đi, hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng. Kính mời cộng đoàn ngồi. Hãy cảm tạ Chúa.
kính mời cộng đoàn đứng. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo những thuốc thơm đã dọn sẵn. Thấy hòn đá đã lăn ra khỏi mộ, nhưng bước vào các bà không thấy xác Chúa Giêsu. Đang khi các bà còn ngơ ngác không hiểu việc đó, thì có hai người đứng gần các bà y phục sáng chói. Các bà kinh hãi cắm mặt xuống đất, thì hai người lên tiếng bảo: Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, người đã sống lại. Các bà hãy nhớ lại người đã nói với các bà thế nào khi người còn ở xứ Ga-li-lê. Người đã nói con người sẽ phải bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba sẽ sống lại. Và các bà nhớ lại những lời người đã nói. Bỏ mồ ra về, các bà tường thuật tất cả sự việc cho 11 tông đồ và các người khác. Các bà đó là Maria Magdalena, Joanna, Maria mẹ Jacobi và những người nữ khác cùng đi với họ cũng nói như vậy với các tông đồ. Nhưng những lời đó các ông cho là chuyện vớ vẩn nên các ông không tin. Dù vậy, Phêrô cũng đứng dậy chạy ra mồ. Nhưng khi cúi nhìn xuống, ông chỉ thấy những khăn liệm nằm đó và ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự đã xảy ra. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lễ Phục Sinh là lễ long trọng và quý báu nhất trong phụng vụ của chúng ta. Tại vì sao? Tại vì lễ này nói về mầu nhiệm, đặt nền tảng cho tất cả niềm tin của chúng ta, đặt nền tảng cho tất cả niềm vui, sự bình an mà chúng ta gọi là tin mừng của chúng ta. Đó là Chúa chết và đã sống lại. Trong tác phẩm nổi tiếng của Vadis, ông Henrik Sienkiewicz tường thuật lại sức mạnh của niềm tin nơi các Kitô hữu thời sơ khai. Khi mà Nero, hoàng đế của La Mã, đi trong cuộc rước và Phêrô là vị tông đồ trưởng lại đang ở trong đám quần chúng, hai người nhìn vào nhau. Trong một giây phút đỏ mắt thì nhà văn đã toát lược đại ý của cả cuốn sách. Trong một chớp mắt hai người ấy nhìn nhau, song không một ai, kể cả kẻ ở trong đám rước tuyệt vời giữa đám đông lẫn người đang ở trong đám đông quần áo y phục bình thường, lại nghĩ rằng đó là giây phút đỏ nhãn của hai vị chúa tể trái đất. Một người ngay sau đó sẽ biến đi như một giấc mơ đẫm máu là vua Nero, còn cụ già kia, cụ già mặc chiếc áo thô kệch nọ, sẽ chiếm lĩnh đến muôn đời sau cả thế gian lẫn cái thành đô này. Chính niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh đã biến đổi ông Phêrô,
Hôm trước đây, mới mấy ngày trước, thì ông còn là một người sợ hãi trốn chạy khi Chúa chịu tử nạn và có cả những lời chối Chúa. Bây giờ lại trở nên mạnh mẽ đến nỗi không có chi làm cho ông sợ hãi. Ông đã từng ở bên Chúa, ăn uống với Chúa, nhưng mà lúc đó chưa nhận ra Ngài. Và sau này khi thấy ngôi mộ trống, rồi lại được cùng ăn cùng uống với Đấng Phục Sinh và trong ơn Chúa Thánh Thần, thì ông đã tin. Và khi đó tâm hồn ông tràn ngập cái niềm vui vô biên. Còn gì vui hơn khi qua mầu nhiệm Phục Sinh, ông nhận ra được mình đã được gặp Con của Thiên Chúa, Đấng yêu thương con người đến nỗi đã đến để gánh lấy mọi tội lỗi của nhân loại. Và ngay cả khi chịu đóng đinh trên thập giá, cũng cầu nguyện cho hạnh phúc của những người bách hại Ngài, của những người đóng đinh Ngài. Chúa là tình yêu, và công việc duy nhất của Chúa là tìm kiếm hạnh phúc cho mọi người, không trừ một ai. Đức Kitô đã đến để mở ra một con đường đem lại hạnh phúc, và con đường đó khác hẳn với những điều mà chúng ta thường nghĩ hay thường làm. Ngài không tìm cách hạn chế hay giảm bớt cái đau khổ, mà vâng theo ý Chúa Cha, Ngài bước thẳng vào gian khổ. Như trong thư Do Thái đã thuật lại, Ngài đã làm một việc thích đáng là cho Đức Giê-xu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa mọi người tới nguồn mạch của ơn cứu độ. Đó là con đường của những ai muốn theo Ngài. Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Đó là một con đường thật là khó chấp nhận, nhưng mà rồi sự phục sinh của Đức Kitô làm cho nó trở nên cao đẹp và có đầy sức thuyết phục. Và theo truyền thuyết thì người đầu tiên được Chúa hiện ra sau khi sống lại đó là Đức Trinh Nữ Maria. Và lúc đó hai mẹ con, theo như các thánh giáo phụ mô tả, cùng ngồi với nhau và nhìn ngắm lại con đường thập giá mà Chúa đã đi qua. Lúc đó một niềm vui êm đềm nhưng đầy sức mạnh đổ vào tràn ngập tâm hồn của Đức Mẹ. Và sau đó thì cùng với các tín hữu thời sơ khai, Đức Mẹ đã bắt đầu cùng với các tín hữu đi lại con đường Chúa Giê-xu ngày xưa đã đi. Để làm chi vậy? Để rồi qua từng chỗ để nhìn thấy đây là nơi mà Chúa đã bị lên án, đây là nơi mà Chúa đã ngã, đây là nơi mà Chúa đã chịu đóng đinh, đây là nơi mà Chúa đã bị lột áo. Và lúc đó nhìn ngắm lại sẽ không thấy cái đau khổ mà chỉ thấy một cái tình yêu thật là lớn lao mà Chúa dành cho tất cả mọi người. Và niềm vui âm thầm êm đềm mà mãnh liệt đó cũng chính là điều mà Phêrô đã cảm nhận được khi gặp lại Đức Kitô phục sinh. Niềm vui đó không để cho ông ngồi yên mà bắt ông phải đứng lên rao giảng: phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra. Mà ông không ngần ngại lặp lại cái điều mà trước đây ông đã phản đối. Và ông nói: trước đây Chúa bảo con người sẽ bị nộp, sẽ bị đóng đinh, rồi sẽ chết và ba ngày sống lại. Thì Phêrô, chính Phêrô nói: không, không bao giờ thầy phải bị như vậy. Thế nhưng sau này chính Phêrô đã nói: nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng thì đó là ơn Chúa ban. Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. Thứ nhất Phêrô đoạn 2 câu 20 đến 21. Mà đúng là như thế. Đây không phải là những lời Phêrô nói như là một người ngoài cuộc, nhưng mà là một người đã chứng kiến, đã chịu đau khổ, đã trốn chạy, đã sợ hãi, đã thất vọng, nhưng mà rồi sau đó gặp lại Chúa Giê-xu phục sinh. Và hạnh phúc của Phêrô cũng như tất cả mọi người đã chứng kiến việc Chúa phục sinh là một niềm vui êm đềm nhưng mà mãnh liệt của niềm tin. Bây giờ không có chi phải sợ, không có chi phải lo. Bởi vì sao? Cái đáng sợ nhất là cái chết, mà cũng đã không làm gì được mình,
thì còn có chi để đáng sợ nữa. Và kho báu của họ đã có sẵn ở trên trời, như lời Thánh Phêrô đã nói: anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Và đây chính là cái hồng ân của đức tin. Hồng ân Chúa không chỉ ban cho các tông đồ ngày xưa, mà rồi cho cả chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Khi mà đã trọn niềm tin vào Chúa rồi, thì mọi cùng cực trong cuộc sống, mọi đau khổ trong cuộc sống, mọi xoay chuyển của cuộc đời, tất cả đều là hồng ân. Đức Mẹ và các tín hữu thời sơ khai đã đi viếng đường thánh giá không phải để mà trở lại với một kỷ niệm đau buồn, nhưng mà qua đó để thấy mình đã được yêu thương như thế nào, và qua đó mình đã thấy Chúa chiến thắng đau khổ bằng tình yêu, và nói với mọi người chúng ta rằng chúng ta có thể chiến thắng mọi đau khổ khi chúng ta sống một đời yêu thương. Một hôm mẹ Teresa đi xuống phố, chợt thấy một cái gì đồng đầy trong rãnh nước. Mẹ gạt bùn đi và thấy đó là một người, ông ta đã già cả rồi, nhưng mà lại bị sâu bọ rút rỉa. Ông ta gần chết mà chưa chết. Đau khổ vì bị bỏ rơi, đau khổ vì đói, vì khát, vì đau bệnh, vì bị dòi bọ rút rỉa. Mẹ mới đưa ông về nhà, và cả nhà xuống lại 3 giờ để lau lọt cho ông. Và cuối cùng ông đã nói: tôi đã sống như một con vật trên đường phố, nhưng tôi sẽ chết như một thiên thần được yêu mến và được săn sóc. Rồi sau đó ông chết, trên khuôn mặt nở một nụ cười mà mẹ Teresa nói: tôi chưa hề thấy một nụ cười nào giống như thế. Trong mầu nhiệm phục sinh đêm nay, chúng ta hãy hình dung mình chính là người đang nằm dưới cống rãnh, đói khát, bị bỏ rơi, bị đau khổ, bị dòi bỏ rút rỉa. Và chính Giêsu, con một Thiên Chúa, đã đến để lau lọt chúng ta, để chịu mọi đau khổ, mong một điều duy nhất là cho chúng ta được hạnh phúc. Và chúng ta có thể nói giống như ông già kia: tôi đã sống như một con vật trên đường phố, nhưng tôi sẽ chết như một thiên thần được yêu mến và được chăm sóc. Đó cũng chính là điều Chúa mong muốn thực hiện cho chúng ta. Chúng ta bởi tội lỗi mà đã bước vào cái cống rãnh của cuộc đời, bước vào đêm tối của cuộc đời. Và Chúa sẵn sàng chịu chết, chịu đau thương, chịu khốn cực, để mong một điều duy nhất là cho chúng ta được sống, được hạnh phúc hoàn hảo, hạnh phúc trọn vẹn. Và sự sống đó được tràn đầy nhất nơi chúng ta, khi chúng ta cũng bước ra ngoài, nhìn thấy những đau khổ của người khác và thực sự bắt tay vào mang lại cho họ niềm vui, hạnh phúc. Khi đó sự sống mới được tràn ngập trong chúng ta, và chúng ta sẽ có được cái niềm vui mà các tông đồ đã đánh nhận ngày xưa, niềm vui của tình yêu, để rồi trong mọi đau khổ thấy đây là cái cơ hội mà để đáp lại tình yêu của Chúa. Và trong mọi cơ hội để phục vụ anh em, đặc biệt trong những gia đình đau khổ mà chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho trong năm nay, khi chia sẻ những đau khổ của người khác, khi mang lại niềm vui cho người khác, chúng ta đang sống cái điều Chúa truyền dạy cho chúng ta: các con hãy mang tin mừng đến mọi nơi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết, mà chính khi Chúa chết là Chúa sống một cách hoàn hảo trọn vẹn nhất tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con mừng mầu nhiệm phục sinh một cách hoàn hảo trọn vẹn, bằng một đời sống quên mình để tìm hạnh phúc cho người khác. Amen. Phục vụ phép rửa, làm phép nước. Kính mời cộng đoàn đứng. Vì mối liên hệ mật thiết giữa bí tích rửa tội với mầu nhiệm vượt qua, nên giáo hội có truyền thống cử hành nghi thức khai tâm Kitô giáo trong đêm vòng phục sinh. Vì không cử hành nghi thức này đêm nay, nên giờ đây linh mục chủ tế làm phép nước và rảy tên dân Chúa để nhắc nhở mọi người về giao ước rửa tội đã lành nhận.
Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rậy trên mình mà nhớ lại bí tích rửa tội chúng ta đã lãnh nhận. Cúi xin Chúa đổi mới chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn thánh người đã ban. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong đêm cực thanh này chúng con là dân Chúa đang họp nhau canh thức cầu nguyện để tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và thánh hoa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khi cụ của tình thương hai hà. Qua về Chúa dùng nước biển đó cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ và làm vọt lên giữa sa mạc khô cạn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sư cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tiên báo Chúa sẽ lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thanh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích rửa tội chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em chịu phép thanh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Giờ đây với nến sáng trong tay, chúng ta ý thức lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Xin cho lời tuyên hứa đêm nay thúc đẩy chúng ta can đảm sống trọn hơn giao ước đã cam kết với Đức Kitô ngày lãnh bí tích này. Anh chị em thân mến, nhờ mầu nhiệm vượt qua, chúng ta cùng được mai táng với Đức Kitô trong bí tích thánh tẩy để được cùng người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây thời gian thanh luyện của mùa chay đã kết thúc, chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Vậy anh chị em có từ bỏ ma quỷ không? Anh chị em có từ bỏ mọi hành vi do ma quỷ xúi dục không? Anh chị em có từ bỏ những quyến rũ của ma quỷ không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là Con một của Chúa Cha và là Chúa chúng ta, đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh Thông Công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin Người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Tôi đã thấy nương tự bên ngoài em có xảy ra
thân mến, trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh tuyên dương Đức Kitô sống lại, mở đường cho nhân loại tiến vào thiên quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta dâng lời nguyện xin. Vua vĩnh cửu nay rạng ngời chiếu sáng, đẩy lùi xa bóng tối trần gian. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn được đấng phục sinh chiếu soi, để các ngài khôn ngoan dẫn dắt dân thánh bước đi trong sự thật và tình yêu mà tiến về quê trời. Chúa nhận lời chúng con. Mừng vui lên hỡi khắp miền dương thế, bốn bề đang rực rỡ ánh hào quang. Xin cho toàn thể dân thánh được tràn đầy sự sống mới của Đức Kitô phục sinh, hân hoan hiến mình trong yêu thương, để thắp sáng niềm vui cứu độ giữa lòng nhân loại. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chính đêm nay cột lửa sáng rực cả bầu trời, đẩy lui bóng tối tâm tội lỗi. Xin cho những ai đã bỏ đường tội lỗi mà bước đi trong ánh sáng phục sinh, luôn hiên ngang sống đức tin và nên nhân chứng sống động của Chúa trước mặt mọi người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lửa này tuy thắp ra thành nhiều ngọn, nhưng ánh sáng vẫn không hề suy giảm. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng Đức Kitô, để trở nên con yêu dấu của Thiên Chúa và làm cho niềm vui phục sinh loan tỏa đến nhiều người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết. Xin cho cuộc đời chúng con được đổi mới trong mầu nhiệm vượt qua, để chúng con trở nên chứng nhân mang niềm vui và hy vọng của đấng phục sinh đến cho nhân loại, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Phụng vụ thánh thể, kính mời cộng đoàn ngồi. Cử hành tiệc thánh thể đêm phục sinh chính là ăn chiên vượt qua đã chịu hiến tế để cứu nhân loại khỏi tội. Trong cử hành này, giáo hội cũng muốn xác nhận và tuyên xưng rằng mình đang thuộc về một giao ước mới, để từ nay chúng ta không còn lạc lòng trong thế gian nữa, nhưng đã được kết hợp mật thiết với triều đình thiên quốc nhờ biểu huyết Đức Kitô tự nạn và phục sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những thao thức băn khoăn trong anh chị em hãy cầu nguyện đây, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu bà của lễ chúng con dâng tiên Chúa, để lễ tế này khơi nguồn từ mầu nhiệm vượt qua, trở nên thần dược đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiền, nhất là trong đêm nay, thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô từ hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, chính Người là chiên thật đã xóa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên cua khát bài ca chúc tụng Cha vinh hiền và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thân là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lạy Thiên Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng
cùng một thế thương ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mỗi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tướng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: ở trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sẽ chịu cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
phúc cả đêm dài vượt qua ấy. Lúc thiên thần chinh phạt khắp dân ai, bỗng vung lên đoàn dân thánh của Ngài. Alleluia. Thoạt diện xích Pharaô độc dữ. Kỳ thủ Đức Chúa. Alleluia. Đồ bao đau vô tội cứu sinh lên. Alleluia. Này bánh con mê ngồi chiến tranh khỏi xa vòng tục lụy. Alleluia, 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 Alleluia. Cùng với Chúa Thánh Linh, Thánh Linh với Thánh Linh.
muôn thuở đến thiên đu, từ muôn muôn thu là thu ban đài thiên thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng những bi tích vượt qua nuôi dưỡng chúng con. Xin cùng ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu, giúp chúng con biết tâm đầu ý hợp và chân thành yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Sau thánh lễ, chúng tôi mời tất cả anh chị em trong ban hành giáo, trong các hội đoàn xin gửi đến ban trị sự, rồi ca đoàn giáo xứ, ca đoàn hiền mẫu, ca đoàn gia trưởng, ca đoàn thiếu nhi là những người đã vất vả trong suốt mùa chay và trong đại lễ phục sinh này, ở lại sau lễ để ăn một bát cháo chung với chúng tôi mừng Chúa phục sinh. Xin cảm ơn. Và con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em ra về bình an. Alleluia, alleluia. Ba ơn Chúa, alleluia.